Hi, xin chào mọi người ha. Hôm nay mình tiếp tục với Survival ha. Thì mới vừa vô chém thử cái con đệ của mình thử. Chết luôn rồi. Mình mới dùng cây ỷ thiên kiếm chém nó thử nhẹ cái. Mình chết queo luôn. Phải tèo không? Ôi, dục cái đồ này đã, từ từ dục cái đồ này đã. Cái đồ này cái skin á nhiều lắm. Rồi con này nó lấy hết luôn rồi. Rảnh mày. Lấy đồ tao làm gì vậy? Mình chặt nó thử cái chết luôn. Trời phải thiệt chứ. Phản đam chết. Đấm mày coi. Rồi không dám chạy, không dám chặt nữa. Kẹt nó là mình chết luôn. Nhiều bạn kêu mình bắt lại con cào cào đi, lâu lắm rồi chưa thấy nó, thì con này bắt thấy đánh nào được. Nghĩ sao mình tới gần nó là nó quật mình chết luôn, không có thể làm gì được nó hết. Hy vọng thoát ra vô lại thì cái lượng đam con này bị ném, không phải sẽ được hùng bá hơn chứ. Tại vì cái phiên bản lần này mình không biết con này quýnh được nhiêu đam nữa. Con này quýnh bây giờ là không hiện đam luôn rồi. À có hiện nè. Nữ thần tự do. Nè, nữ thần cưỡi hổ. Nữ thần sa mạc. Clear đúng nhanh luôn á. Đây 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 đây. Ô, bị nép đam rồi. Con này máu ít quá ta. Ê, để đi về nhà làm thử thử cái ống nhòm mà siêu nhân thử coi. Lết, lết. Vậy mình chế thử cái what the fuck. Chế cái ống nhòm siêu năng lực của mình để nhìn thấy cái lượng máu hay là turbo của tụi nó. Hình như cái con cào cào lá tre nó muốn. Oh shit, con Deodorant kìa. Nó lộn. Indominus Red. Rồi, họ không chơi nha. Sao tự nhiên trong đây lại thấy nó ta? Con này mình phải làm ống nghiệm ra mà ta. Thôi kệ, lỡ thì cho mày xuất hiện luôn đi. Như bạn kêu anh làm cái nhà vệ sinh cho thằng báo đen, thì tí nữa mình sẽ xây cho nó cái nhà vệ sinh đi, chứ để nó ị quá thì cũng tội. Rồi đứng đây đi. Bây giờ thì chúng ta để mình chế cái ống nhòm hiện đại. Trước tiên có ống nhòm thì phải chế cái ống nhòm tên gì ta? Electronic này, cái này nè. Cái đường dây nè. Cái ống nhòm, ok, cái ống nhòm. Ống nhòm mình làm trên bản thân của mình luôn. Ống nhòm đâu ta? Đây, mình thiếu metal, crystal, electronic và obsidian. Nói chung mình đủ rồi. Đây. À quên chứ. Khỏi chế cái đó, mình chỉ cần chế cái này thôi là mình sẽ có được cái nguyên liệu rồi. Hai cái chuông rất là lợi hại luôn. Cái này nó auto nhảy đồ phê lắm. Có cả cát nữa nè. Đất sét, clay. Đầy đủ những thứ mình cần luôn. Giờ mình chỉ cần đủ cái electronic, mình sẽ làm ống nhòm. Có metal không? Có metal luôn nè, obsidian nè. Electrical nè. Electric. 20 cái nữa hả? Rồi, cái này tầm 50 cái thôi. Đủ rồi. À, ống nhòm đủ rồi. Đấy, có ống nhòm mới là hiện đại nhất. Được rồi, để nhìn thử coi. Thấy mà, để mình đi ra cái con kia mình coi lại thử coi. Coi máu nó bao nhiêu mà có mấy ngàn chết rồi. Bây giờ lộn hướng rồi, lộn hướng rồi. Được
Để xem máu đó bao nhiêu ha. Trên đây có một con Indominus. Con này hơi bị nhỏ một tí, không bự như mấy con lần trước. Đâu rồi? Đây nè. Ui, 420 ngàn à. Mà thấy công mà cầm cái thương mình xiên nó xỉu được á. Mấy con bỏ vàng đó hết rồi. Đi những thứ trên không này đỡ bị chết hơn. Ủa mấy con cào cào đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. À, máu có 48 ngàn à các bạn ơi, 48 tới 24 ngàn. À, tụi nó tăng thì tăng vậy thôi chứ mà yếu lắm. Yếu đối với mấy con cùng mó thôi chứ mà đối với mình thì nó quá khủng rồi. Không câu được, nó câu nó giục nó trên núi luôn. Câu nó giục nó ở trên đây luôn nè. Ngọn núi khổng lồ. Trời, trên đây vẫn có thằng ở luôn hả? Lên đây ở thì chỉ có rồng ở thôi chứ ở mấy con khác là không hợp đâu. Mà nên xây cái nhà vệ sinh trên đây không ta? Xây cho thằng kia nó bắn xuống. Kiếm cái xô hứng thôi. Trời, có con này nữa. Thôi thôi, kệ nó đi. Con rít rồi mình ghê nhất luôn. Oh shit, nhìn kìa. What the fuck are you doing here? Trời, con này chịu chơi vậy. Lên tận trên đây luôn. Mày chơi chơi lớn đó. Xuống nào, xuống nào. Ơi mà thằng Deadpool của mình đâu ta? Ủa? Deadpool nó mất rồi ta? Mình có điều khiển thằng Deadpool. Ê, đi qua kiểm tra siêu nhân xích đó. Mình để siêu nhân xích ở trên núi lận. Ơi, xịt 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 ra đi. Đi qua đây chút đi ba. Bởi chỗ đó hư hết. Không biết là nên xây nhà ở đâu đây. Chỗ này thì rất là khó. Nước tràn vào đi. Ok thì mình sẽ xây cho nó. Đầu tiên là làm cái bưu la cho nó đã. Bưu la mình còn không? Hết rồi. Ít năm đi. Làm trên cao chứ để nó đỡ bị quấn ha. Đó, khu này cho chú mày làm chùm ở đây luôn. Cái này mình nghĩ là nếu mình làm trên cao mới an toàn được. Oh shit, không để đây được. Với là phải là build la một. À mình biết rồi. À, mình sẽ làm một cái sail lên trước đi. Sail lên tròn ha. Không hạn lúc đầu. Ơi hết gỗ, hết đá rồi, hết sắt rồi. Để đi farm một ít đá đá mọi người. Đá ít vậy trời. Farm hết đá chỗ này. Ơi cái gì vậy? Ơi anh xin nhân xích ơi, cứu em. Ê, cứu em, cứu em. Mở mày, mày chọi cái vẻ đá gãy luôn cái hàng rào của mình rồi. Mày. Mày. Cảm ơn.
What the fuck? Chết rồi còn biến hình được nữa hả? Này thì biến hình. Tao đi farm đá, tao làm gì mày đâu mà mày ra mày hù tao. Chọn một cái bể nhà luôn. Vãi trời. Không, mình nghĩ là cho Vi về nhà đi, ở đây tội nó quá. Đúng rồi, ở đây tội siêu nhân shit của mình quá. Cho về nhà đi. Ở gần nhà cũng được, để mỗi lần mình lên mình thấy cho tiện. Đúng không? Không, cứ để teleport ở đây. Bay về. Thằng này mình thích chơi thằng này lắm. Nó có skill báu, nhìn thấy thích thích. Ồ, chạy ghê thiệt chứ. Mình xác định nhà mình đó. Nhà mình ở chỗ nào trời? Một thằng nữa nè. Núp với tao. Không có dễ dàng về đâu cu. Cái trụ màu xanh đâu ta? Không thấy đâu hết vậy. À thấy rồi. Chúng ta chạy thẳng về hướng này là về nhà rồi. Bỏ siêu nhân xích ở đó, báo đèn xích chứ. À mình gọi là siêu nhân xích đi. Bỏ đó thì tội quá, xa nhà quá. Mình làm nhà vệ sinh kín đáo, mình nhốt ổng lại. Không phải nhốt mà để rớt chỗ đúng quy định thôi. Không phải chơi dơ mà ở đâu cũng được. Kịch. Kịch 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 kịch. Hây. Chú, chú. Con này cái size rộng thiệt chứ. Cái size quýnh đúng rộng luôn á. Mình rất ghét con Spartus, nó cứ mình mà kiểu như không trong nhân vật này là mình ra là bị nó giết à. Bay lên. Cái quấn cái size này rộng thiệt chứ. Này nó đi nó hủy diệt cả thế giới luôn á. Không nói chứ Quýnh Hồng lại móc mét đâu. Trong Avenger vài bữa nó làm một cuộc đại chiến Avenger chơi cho nó vui. Những cái cây là dám chặn đường anh à. Anh được đại chủ nhân cho đi về nhà. Làm một cái đường lên núi luôn. Chó sói đen. Ủa mới thấy nhà mà nó đây mà ta. Hình như là thấy nó sai sai. Hả? À kìa 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 kìa. Trên đây đi, ở gần nhà chứ mọi người kêu thôi. Bích cúp nó về đi để nó lạc tội nó thì mình bích cúp nó về luôn. Tuổi. Ui, mình thấy chỗ này hơi bị đẹp nè. Ok chỗ này ha. Cũng gần nhà mình và cái trụ này cũng khá là đẹp. Đó, ấy chỗ này là hết sảy rồi. Làm cái nhà leo lên trên đây là hết bài luôn. Đó, làm cái build là ra là chuẩn bài luôn. Nhân 5. Cái gì? Hết take. Take. Thách thì mình dùng cái này. Đập cái xương rồng nó cũng ra thoát cả nha. Rồi, mình nghĩ ổn rồi đó.
làm tầm mấy cây thôi, không cần nhiều đâu. Đó, có tầm bấy nhiêu thôi. Xây nhà vệ sinh chứ phải xây nhà ở đâu. À. Mỗi bên 5 cây. Chỗ này nó hơi bị ceiling nè. Làm cái nền. Cái nền này thiếu gỗ chứ ta, mình farm hồi nãy vậy mà nó vẫn thiếu gỗ. Chết thiệt chứ. Gì mà thiếu đồ trầm trọng vậy ta? Mày mắc dạy. Tao đã né mày rồi, mày còn quất tao nữa, mày điên không? Đã cố tình là mình. Ui mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mày vô đây. Tao có ỷ thiên kiếm ở đây, tụi mày làm gì tao? Tụi mày. Ê, ấy da. Ui, cắn nửa máu luôn. À, tụi này láo quá. Khu này nguy hiểm quá. Tí đá nữa đi. Khu này đúng nguy hiểm luôn á. À, chắc là đủ rồi đó ha. Đủ rồi, chặt thêm mớ metal luôn. Trên đây là một núi metal và núi dầu. Dầu mỏ luôn. Gì đây? Ba cái đồ tào lao. Cốt đấy. Ê! Ê! Mày mẹ hết không? Fuck! Hết cái hồn luôn. Ôi. Trời ơi, giật cả mình. Vãi thiệt chứ. Rồi làm hết cái hồn giật mình luôn, giật người thêm đạp bay thùng máy rồi. Để mình bay lên ha, chỗ này bay lên làm mới được. Trời ơi, quá là ghê. Này, chạy đủ rồi các bạn ơi. Mình làm thêm cái thang dây nữa là được, đẹp rồi. Thang dây hình như nhớ không làm là ladder đúng không ta? À, cái này có nhiều loại ladder. Drop ladder nè. Ok, mình nghĩ cái dây này đẹp á. Đấy. Tuyệt vời. Yên tâm đi ấy ơi, mày sắp có nhà vệ sinh trên trời rồi. Nhà xịn luôn. Tao đặc biệt dành cho mày. Giờ mình không cần phải đi lượm xích của mình nữa đâu. Cái đầu tiên sẽ là cái wall. Mình cho nó ở hai cái cửa sổ nè. Nhà vệ sinh cũng phải thoáng. Thoáng mát. Vậy mới dễ đi ị được. Đây. Đó. Kính kính chút đi lên nhà trên cao luôn. Mình trong đây mình cảm giác mình rất là thích ở nhà trên cao nha. Các bạn biết chỗ này là gì không?
cái toilet cho nó đấy. Cái giờ là cái Raylin nè. Hey. À. Trong đây sẽ để cái giường ngủ. Ê, mình xây nhà cho nó hay xây nhà cho mình vậy trời? Thôi lỡ rồi. Anh em mình ở chung. Ông nói chơi á, mình xây cái gì mình qua mình chơi thôi. Cái toilet hả? Cái toilet. Toilet, 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 toilet. Quên đâu rồi. Chưa làm cái cửa, cái mái ngói nữa. Toilet đúng không? Giờ mình học cái toilet nè. Cái toilet làm sao? Wow. Thiếu cementin à? Cementin. Cementin. Trời ơi, từ từ anh ơi, ỷ gì dữ vậy nè, có cementin không? Đi lên đây. Sắm cho cái nhà vệ sinh này từ từ, chưa xây xong mà nhưng vô đó ở chơi trước đi. À mày, thôi cái giường này là của mày, tao không ở chung mày đâu. Đó. Thôi, cái này là của mày hết, tao không ở đâu. Để mình về nhà mình lấy cho nó cái... Đi về nhà lấy semi-tin để cho làm cái toilet cho nó. Làm cho bài bản thôi chứ nó không có vô đó được đâu. Ỷ sao cho nổi. Này ỉa như cục cất thỏ. Tròn queo. Gì chưa? Không mà nhìn nó vui. Ôi xa nhà dữ ta. Chắc tí phải làm một cái teleport bên đó rồi. Hơi xa nhà một chút, mình cứ nghĩ gần gần. Thấy cái cục này ở gần nhà cứ nghĩ là gần chứ. Meeting trong tủ 600 đủ rồi. Cái này đáng lẽ ra là mình làm được ống nước nữa mà nhưng ở trong cái map này thì không có được. Đường ống nước phải gần nhà gần đây rồi kéo ống nước lên đồ các kiểu đà điểu. Trời đất, trời đất, trời. Tại sao trong toilet trong kia nó vẫn hiện ta? Metal nữa hả? Stone và wood. Stone nè. Wood nè. Đó. Đúng bài bản luôn. Chúng ta bay qua đó thôi. Cái teleport đang thiếu làm cái gì xong được ta? Thiếu quá trời luôn. Bay con rồng thấy nhanh ghê, đi từ từ thấy chậm rì. À, chưa làm xong cái cửa thôi mà nhưng toilet hiện đại hóa ở chỗ này. Bao nhiêu rồi? Ngập luôn rồi. Chết cụ lộn rồi. Thiệt tình chứ. Vậy sao chơi? Thôi lỡ rồi đi vô bên kia đi kìa. Ở trong đây nha. Được không? Đứng lên cầu nè.
Trời ơi. Ngập bồn cầu luôn rồi. Đó, kín đáo luôn nha. Làm cho ân kín đáo thì làm cho cái đo nữa này. À, cửa gỗ đúng không? Đó, cho kín đáo luôn, cho cái bộ cửa này luôn, kín hết hết sảy luôn. Rồi. Rồi. Vải tèo cứ chàng bờ đê. Thiệt tình luôn nha. Trời ơi, tôi nhắn vô đây mà nó lại ra bên kia nữa. Đùa nhau à? Rõ ràng là nhắn ở đây mà giờ nhà lủng lỗ quá kìa. Bắt đèn chú đấy. Rồi lủng nhà luôn. Rồi. Thoải mái chưa? Cái khúc máy lên thì nó hơi khó nè. Cái máy nhọn lên nó hơi bị khó. Cái xe linh sao mình không thấy cái khúc cong ta? À, cái đó gọi là cái rốp đúng không? Đúng rồi, hình như là rốp mới đúng. Đúng rồi, stone nè. Cái khúc này biết sao không? Nó bị cong quá, nó không chơi được. Nó không để lên được các bạn ơi. Nó cần phải có điểm tựa ở trên kia nó đưa lên. Như cái này mình làm lại cái wall đi, cái này để hơi bị kỳ, nó tràn ra ngoài hết rồi. Dơ quá. Hết tràn nha. Vẫn rớt. Trời ơi, cơn mưa luôn. Cơn mưa tình yêu luôn. À, đò. Làm cái cửa đàng hoàng coi. Đó. Làm cái này demolish này. Làm cái wall cha nó cho nó đi đỡ bị té. Rồi, để mình coi làm cái con cào cào kia như thế nào. Tên của nó là Yasuo. Đây này. Gì vừa rớt xuống vậy? Mình mới vừa học cái gì nó rớt xuống hả? Nó tràn ra tới đây luôn nha. Yasuo đúng không? Hình như là con này nè. Ờ, chỉ là cục xanh. Có nó hai loại Yasuo luôn ta. Biết Yasuo nào mới xịn đấy. Blackbeard thì ok. Cái cục kia cũng ok. Ok, để giờ làm. Nó tạm thời cho anh đó ở đó đi. Rồi drop rớt kìa.
Mình cần phải chế cái này, cần giết cổ dài, giết cổ dài nè, giết T-Rex nè, giết con tê giác nè, hai ngàn electronic, cái này thì dễ kiếm. Nói chung là cái này mình phải giết nhiều lắm. Trong đây thì nó farm cho mình Black Bear được rồi. Black Bear với mấy cái nguyên liệu kia không có ta. Ôi thì mình lấy cái ôi này nè, cái mình bỏ vô đây nó đốt ra nguyên liệu để ra ôi. Quá đơn giản luôn. Bây giờ thì mình cần phải 500 cái này rồi. Cái này chạy ác thật chứ. Chạy một xíu là 500 rồi. Ồ. Có phi thuyền nữa nè. Có trái thơm, trái dứa. Ủa trái này làm gì ta? Sao à, cái này chỉ là nó giúp mình cái kiểu như bảo vệ cái nhà của mình á. Bộ đồ này, chế bộ đồ để mặc chắc là kinh khủng khiếp lắm luôn á. Roi da, roi tình yêu luôn á. Ống nhòm siêu việt hả? Mình cần nhiều cái này thiệt nhiều. Trong cái map này thứ nhất là con bạch tuộc sẽ không có nè. Ok, cái này chắc là thua rồi. Cái này mình chỉ có thể cái con T-Rex có được nè. Megalodon là không có nè. Nên là ở cái map sa mạc này chúng ta phải chịu chấp nhận chích ra mấy cục vàng thôi, chứ không có cách nào mà kiếm một cách đàng hoàng được thiệt sự luôn á. Thôi kệ nó đi, mod mết cho vui mà. Chứ này mod mết đâu có bắt được đâu, phải dùng ngọc mới tem được. Mà thôi, kệ đi, lần này mình sẽ làm bên Infinity War ha. Cái này để bữa sau mình làm tiếp. Tập này thì chúng ta có đi lượm xịt. Đi lượm cục xịt. Đi lượm cục xịt đi để tập sau mình làm cái con Yasuo cho mọi người nha. Giờ đi lấy ít xịt của đại ca về chế biến. Đó, bây giờ lúc này là chúng ta hãy nên tôn trọng anh báo đen, công sức của anh uống một ngày uống 10 lọ thuốc xô tả. Nên giờ không kìm được, đít chắc cũng hỏng rồi. Đít hỏng mà bỏng làm đôi luôn rồi. Đít của anh báo đen là bị hỏng rồi nên các bạn không cảm cho anh ta nha. Tội lắm. Tao mất tiêu rồi. Đây nè, chúng ta chỉ cần đứng đây và nhấn E lượm cơn mưa. Cơn mưa xích xe rớt từ trên trời rơi xuống đó mà. Ôi mẹ ơi nhiều quá. Đúng rồi các bạn không cần phải lên trên đâu. Anh ta chịu khó. Rớt ở trên đây nhờ mưa. Ngồi đứng đứng xíu nữa là ngập luôn cái đầu luôn á. Bây giờ mình sẽ lượm 500 cái cục xịt. 500 cục á. Ok. Để về chơi mở lúc key block giống như trong Minecraft. Đập cái lúc key block á nhìn thấy vui ha, mình cũng thích cái đó lắm luôn á. Nhiều dữ rồi trời. Cái này nó có cái xô nó hứng giùm cho mình đỡ. Mình lượm hiện tại được có 200 mấy chục cục và nó full ô mình rồi. Các bạn nhìn nè, nó có cục đen kìa, nó không cho mình lượm nữa, kiểu như ô đồ của mình bị full rồi. Mình phải đi về nhà tiếp đó. Về nhà bỏ về cho nó rớt hết rồi mình mới qua mình lượm lại được. Cái màu xanh này nó lừa dối ta, nó nhìn tưởng cái chỗ nhà mình ở. Em coi tao qua tao lượm hòm coi. Ui có dù luôn, có đồ hút máu nè. Mấy cái này dễ. Thôi kệ mày đi, cùi bắp. Chém xuống anh ơi. À.
không crash được luôn rồi. Chúng ta có nghĩa là dục bớt cái gì đi. Dục bớt đi. Nó còn ô mà hình như nó full rồi. Rồi, sẽ mở 500 hộp. Lần này mở tốc độ bàn thờ luôn, coi thấy được cái gì nè. Mình nghĩ mấy cái đồ này dục hết đi. Mặc vô chạy nhanh quá, mình cũng lười mặc quá. Đẹp thì đẹp thì cái mà chạy nhanh quá. Đỡ không nổi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua lượm xịt tiếp. Ok, bây giờ sẽ chế cái này ha. Mình mới làm được 530 mấy cái rồi. Bây giờ mình chỉnh slow-mo việc cho nó nhanh. Đấy. Siêu, wiu, 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 wiu. Mắt nhanh luôn. Năm trăm ba mươi mấy cục. Chưa xong à? Wow. Số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, số 5 nè, số 6 nè. Đi chơi thôi, ở nhà nó lag lắm, mình đi qua chỗ siêu nhân ship mình chơi đi. Tại nó quá, xây cái nhà mới cho nó ở, nó chỉ ở trên đó và nó việc ỉ thôi. Thôi đi qua cái ngọn núi trên đây đậu được rồi. À, đậu những nơi như thế này mở mới hơn. Chuẩn bị spam nút. Đứng luôn. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Đó, ra quá trời đồ luôn, bạn thấy không? Ôi lên kìa. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Wow. Ui. Oh. CE stop. Mình mới vừa ra cái gì bạn thấy không? Iron Man. À. Wow. Thôi được rồi, được rồi. Mình nghĩ là đủ phê rồi. Chơi Iron Man thôi. Với lại viên ngọc hả? Ba viên ngọc này à. Được rồi, chúng ta thử đi quýnh với lại mấy thành viên khác coi. À, cho thằng này ra đi. Mình sẽ lấy Iron Man. Đấy. Wow. Ui. Gì chờ tự bấm cái gì. Rồi, từ từ Iron Man hả. Bích cúp đã, bích cúp đã, bích cúp đã. Dục hết cái này đi. Mình giờ mình không cần thiết mấy cái này đâu. Từ từ dục cái đồ ra hết rồi. Cái này gọi là cái gì để dục cho một lần nó dễ ta. BRMITE. Đúng không? Chuẩn con mẹ nó nấu luôn. Ôi, dục từ đây đi. Dục. Ok. Bây giờ thì bích cấp anh này. Wow, shit dữ ơi. FE. Drop on. Ok. Đệ, có thằng đệ mới rồi các bạn ơi, thằng đệ này hấp dẫn á. Có cái roi da nè. Hừ, hừ. Ê, ghê vậy? Holy shit. Ghê trời. Ôi, căng nha. Bích cấp đi. Hey, được, được, được. Thích nha. Vô. Thôi khỏi phải nói rồi. Iron Man đây rồi.
Ồ, ghê nha, được 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 được. Thích rồi nha, thích rồi nha, mà thích rồi đó. Ta tốc độ chạy một chút đi. Chất. Bay xuống thì hơi chậm nè. Nhưng bay đi rất là nhanh. Xuống đây anh ơi, xuống đây anh ơi. Ok. Cất rồng ở nhà đó. Thích rồi đó. Trưởng. Ôi. Ghê vậy. Ôi mẹ ơi, không biết. 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu. Cái gì chiêu này cùi vậy? Bao nhiêu? 3 triệu. Cũng được, vui á. Iron Man đi map sa mạc, đúng đúng hài luôn. Trời ơi, nó trưởng à. Ghê vậy? Đi ra sa mạc đại chiến. Yeah, hay đó. Bay ra khu tàn tích. Thì chúng ta sẽ quýnh nhau với lại các bạn nhớ đấu trường không? Ra cái chỗ đấu trường mình sẽ quýnh nhau với bọn bọn Infinity War luôn, là bọn Avenger luôn á. Là những là mấy thằng này nào quýnh với nhau thôi. Chuyển Kamiyoko. Ghê quá. Ghê thiệt chứ. Chạy bộ. Chạy bộ cũng được nữa nè. Các bạn thấy mình ngầu chưa? Mấy con mà mua hình con này mắc lắm luôn á, 4-5 triệu một con á. Nhìn mê lắm mà nhưng không có tiền mua thôi. Mà rất là mê mấy cái mô hình nha. Qua đấu trường Hy Lạp thôi. Quá đã. Rồi né con kia ra, không mà ăn mày á. Trưởng nó coi. Ui mẹ ơi mẹ ơi. Không được không được không được. Không quýnh nó được, không quýnh nó được. Hình như là chúng ta đã thấy được cái đấu trường rồi đúng không? Đấu trường ở nào mình quên rồi. Tarututu. Đấu trường hình như phải bay lên khúc rồi đó. Thôi được rồi, trong đây hình như cũng có một con nè. Holy shit, mình gặp thằng Iron Man bự các bạn ơi. Rồi không biết chết trong này. Rồi đi cho nó hồi máu đi. Thằng kia nó bộ khủng quá các bạn ơi. Hai người anh em chơi với nhau hả? Không biết chơi lại không trời. Thử chết thôi nha, chết thì thôi nha. Cho mày ăn trưởng của tao nè. Ôi trời ơi, mẹ ơi, nó trâu dữ. Chết rồi, nó chết rồi. Ê. À chết. Ly. Không có xi nhê, ha ha. Quýnh tới đây màn cung. Trời ơi, cái phiên bản khổng lồ nó đẹp. Mày, tao sợ mày quá. Mày hả bự. Ơ sao nó không quýnh được mình? Rồi, hai người. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Shit. Cuộc chiến của những siêu anh hùng. Mày bị nặng hay sao vậy? Ống nhòm thần công đâu rồi? Ống nhòm của mình là ống nhòm, ống nhòm. Giết thằng này coi chừng được đồ á.
Thôi dẹp luôn. 44 triệu. Không chết được luôn á, nó cứng lắm luôn á. Trời ơi, nó dợn mình cơ. Nó dợn mình một chảy 10 triệu luôn á. Mình tăng miếng đam ha. Ê, ê, gì vậy? Ôi, hả? Đâu rồi? Súng ba che rồi. Nó độn thổ rồi. Cù bắp. Thôi được rồi, để tập sau đi đấu trường ơi. Được rồi, video hôm nay mình sẽ dừng ở đây thôi. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. À, đừng quên để lại like và subscribe ủng hộ mình nếu thích cái series khắm bựa này. Series mắt vui luôn. Infinity War trong cái khủng thế giới khủng long. Được rồi, bye bye mọi người nha.